Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thùy chào lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật chiều hôm nay thứ tư. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cửa đại trắng Đinh Xuân Quân. Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Xin chào anh Thủy. À, lẽ ra chúng tôi gửi đến quý vị các bản tin cập nhật liên quan đến tình hình tranh cử giữa ứng viên Harris và ông Donald Trump. Thế nhưng chỉ trong 24 giờ vừa qua, anh Đinh Xuân Quân, một trong những tin quá lớn và nhất là trong vòng mấy tiếng vừa qua sáng nay đã tin tức dồn dập và người ta lo sợ là tình hình vùng Trung Đông do Thái, Palestine, Hezbollah, Iran sẽ bùng nổ sau khi một thù lãnh của Hamas bị tiêu diệt. Cái đó là là, là ít đấy. Thật ra đó thì là ngày hôm qua, chiều hôm qua là bên phe Iran À, bên phe israel đã ném bom vào thành phố beirut để cố gắng là, giết một thủ lãnh của hezbollah mà cùng lúc cùng lúc đó họ đã dùng máy bay ám sát uh, thủ lãnh của hamas đó là hai một ông hamas thì đi tới tehran để nghĩa là ăn mừng cái nhậm chức của ông tổng thống mới còn ở beirut thì là Hezbollah một thì là một lúc nghĩa là Israel đánh một lúc hai chỗ à, ai cũng biết là trong này có tay của bàn tay của Do Thái có thể là Mossad đúng nhưng mà bên phía Do Thái thì cho đến giờ phút này họ cũng chưa lên tiếng nhận trách nhiệm gì chứ không bao giờ Do Thái là họ tôi muốn kể lại một cái chuyện 1972 đó dạ vâng. tại vì bây giờ là Olympic game mà ừ. thì mình nhớ lại 1972 đó thì là PLO, tổ chức PLO lúc đó đã cho ám sát nhiều cái là lực sử của do Thái Ở vận động viên thế, do Thái thế của hội Đức, Đức Munich, Munich à. vâng thế vận hội Munich thì Lớn sau lắm đó lắm. đó sau đó đó cơ quan Mossad đã theo từng người mà ám sát những lực sĩ đó vận động viên đó và giết họ hết thì quý vị biết đó ừ. Mossad ít ai nghe nói nhưng mà tiếng tâm không thua gì CIA hết mà họ làm một cách rất là gọi là kín đáo chứ không phải là không. Tất... Và trong đó ai cũng biết được là cơ quan tình báo CIA với lại Mossad là hợp tác rất ừ. là chặt <laughs> chẽ. Cái chuyện đó thì tôi không nói nhưng mà nghe là những cái yếu tố nó cho thấy là Mossad đó, khi họ cũng như là khi mà đánh vào tháng 10 vừa qua đó khi mà Hamas đánh vào và Israel đó thì họ nói chúng tôi sẽ nghĩa là theo dõi quý vị và chúng tôi không để quý vị yên lâu tiêu diệt đến tên cuối cùng. Vâng. À, bản tin ghi nhận đó thưa quý vị có bốn thủ lãnh, họ nói hiện nay là bốn thủ lãnh hiện nay là lãnh đạo Hamas, ba thủ lãnh đã bị giết, tức là bao gồm ông Ismail Haniyeh đó. Vâng. À, Ismail Haniyeh họ xem là một thủ lãnh về chính trị một nhà giống như một nhà ngoại giao của Hamas bởi vì ông đến Qatar và từ Qatar đến đến Tehran thủ đô để tham dự lễ nhậm chức, tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống đó là ông Masoud Pezeshkian, tân tổng thống mới. Chúng ta sẽ đề cập thêm về nỗ lực của phía Iran mà họ nói rằng việc tân tổng thống mới lên là nhằm mục tiêu tìm kiếm lại cái con đường hòa giải với phía hoa kỳ vâng. nhưng mà thưa quý vị cái việc mà giết um, Pakesh uh, giết uh, Ismail Netanyahu uh, này đó uh, liệu rằng anh tin là Iran sẽ trả đũa hay không và giết luôn thủ lãnh của Hezbollah ở Beirut vâng. Tôi... bên phía Hez... Lebanon sẽ trả đũa hay không? Bởi vì bây giờ cái tin tức này nó biến được. động quá đi, chưa chưa biết được tôi, sẽ tôi tình nghĩ hình sẽ là, là nào? họ sẽ trả đũa, nhưng mà Tehran tùy ai trả đũa, Hezbollah chắc chắn sẽ trả đũa. Và mình phải nói là Hamas bây giờ không còn phương tiện để trả đũa nữa, tại vì vùng Gaza giờ... là, là là hết rồi, chứ không phải là không đánh được vào nữa cái quan trọng đó là phải coi coi Iran trả đũa ra sao, trả đũa có nghĩa là trách nhiệm hay ừ. trả đũa một cách trước đây họ đã bắn mấy trăm cái hỏa tiễn vào yeah. vào vào cái vào, vào Israel mà bắn không có trúng được 99% là bị hạ hết bị vậy đó yeah. bị vậy đó tôi họ nghĩ thấy rằng cái việc mà trả đũa này có bộ Đối với chắc họ có thể họ nghĩ tới cái việc mà trả đũa vào thành viên của do thái ở nước ngoài có thể... chứ còn có thể tấn công thẳng vào trong Jerusalem Israel hoặc là, là VIP không không thành công rồi trước hết tôi thì tôi đánh giá một cái là nếu mà có trả đũa đó thì Iran cũng trả đũa có nghe là có lẽ thôi tôi dùng cái chữ ừ. có lẽ thôi tại sao ừ. tại vì ông tổng thống mới này yeah. thuộc thành phần gọi là ôn hòa ôn à. ừ. muốn muốn tìm gọi là gọi là nói chuyện lại với các nước tây phương để bỏ cấm vận để bỏ cái này để bỏ cái kia thì ở đây đó ông ta sẽ nói thì hùng hậu lắm nhưng mà trả đũa sẽ rất là nhẹ nhàng tôi, ừ. theo tôi đánh giá đó thì iran sẽ trả đũa rất là nhẹ nhàng nhưng mà những ừ. cái, cái cơ quan như Hezbollah đó anh bắn và anh muốn giết thủ lãnh của họ đó thì họ sẽ trả đũa nhưng yeah. mà chỉ bây giờ chỉ có, có đánh, đánh vào bên phía miền bắc của do Thái thôi. Và, mà đánh vào đó đó ừ. thì Hezbollah liệu có đủ súng ống hay không? Iran có tiếp tục viện trợ hay không để có súng ống hay không chứ chưa Hezbollah làm sao có súng ống. Nhưng mà nhưng mà cũng có thể nói dù ôn hòa nhưng mà bây giờ mình xem cái phản ứng của những người hồi giáo quá khích của Iran đó họ có áp lực ông tổng thống để trả đũa mạnh mẽ hay không nhất là họ cũng cảm thấy nhục chứ anh công nhận không đúng bây giờ anh tưởng tượng ở new york thủ đô tài chánh của nước mỹ mà bị tấn công khủng bố như thế bây giờ ngay tại, tại thủ, thủ đô tehran một người dù sao cũng là bạn quốc khách. của iran quốc khách vâng. đến tham dự vâng. và vậy vào trong cái ngày mà tuyên thệ Thể... nhậm chức tổng thống mà do vâng. thái bắn Chúng. không có chết những người chung quanh bắn trúng chúng ngay cái tòa nhà đó thôi là thấy cái sự chính xác trong cái độ ám sát như thế nào đúng. mà chẳng lẽ làm ngơ cái vụ này thì quá nhục thưa anh cái này cái này nó còn theo tôi đó nó còn nhục nhã hơn nữa là thế này à, à. ông ta đi xe hơi họ bắn vào đúng, đúng cái xe chứ không phải tòa nhà thì nó còn dễ lại nó lớn còn nó đi xe hơi <laughs> đang chạy mà nó nó bắn trúng rốt cuộc có hai người chết thôi Dạ. Yeah. À, thì khủng khiếp vậy đó hả? thì mình phải nói chính là... xác như vậy là cái cái loại mà chẳng lẽ mình xem tôi tôi chỉ biết là cái xem phim vâng. thấy là các tọa độ drone á, là ừ. họ bay ở trên cao rồi rất là Đúng. cao mà thậm chí qua khỏi cái tầm nhìn của radar luôn mà các loại drone của Mỹ cung cấp vâng. mà do Thái là số 1 về drone bây giờ đó là họ chỉ cần một cái hỏa tiễn thôi bắn chính xác như họ đã từng vâng. đã giết như trước cho đã làm nhiều ở nhiều Iraq rồi. ở Afghanistan vâng. anh hả thì vì vậy đó nhưng mà tôi đánh giá đó mặc dù có nhục thì cũng phải nghĩa là ra tay nhưng mà ừ, nhẹ nhàng nhờ. nói sẽ nói rất là nhiều sẽ nói rất là nhiều nhưng mà ừ. sẽ, sẽ, sẽ phản sẽ, ứng à, chúng nhẹ chúng ta nhàng sẽ hơn. trả đũa để mà à, xoa dịu cái nỗi căm phẫn của những người Iran quá khích đúng vậy mà chưa gì đó xăng đã lên giá xăng thế giới đã lên nhưng mà tôi nghĩ cũng vài ngày xong giàu này xuống lên, lại thôi dầu à, lên có hai đồng mấy ừ, nhưng mà nhưng mà đang dùng. xuống 74 đồng lên 76 sáu <laughs> <laughs> nhưng mà dù muốn dù không cũng đã lên phải thì... không? thì nhưng mà anh cái cái cái, cái hồi sáng này anh nói bây giờ anh đề cập thì tôi phải đề cập tức là thị trường chứng khoán lên mấy trăm điểm luôn, thì... Nasdaq lên bốn trăm mấy chục điểm luôn. Tôi... Họ có như họ họ tảng là vì... xem bình... như họ phân tích tình hình rồi thì họ nói chắc như anh đó là vâng. họ nói Iran có trả đũa chắc lấy lệ thôi bởi vì cái vụ mà tấn công kỳ rồi thị trường cũng rất là lo. Vâng, vâng mấy trăm quả hỏa tiễn bắn vào 900 hơn không... 900 cái mà nó bị 900... hãi 900 hơn 900 cái mà hạ Thì bây giờ nói Iran có trả đũa. Thế nhưng bây giờ có hỏi tiếp tục với anh đó. Tại sao phải giết Ismail Haniye lúc này? Để tôi nói khi mà Israel họ tính toán đó, quý vị biết là sau cái vụ Munich đó, ừ. Thế vận hội Munich 1972 đó, họ bỏ mấy năm để theo dõi những ừ. cái người đã ra tay giết uh, các vận động viên của họ thì họ theo dõi họ mất nhiều năm mới theo dõi được thì, thì tôi, ở tôi đây đó. đề tài này ngay sau phần quảng cáo quý vị Chúng tôi tiếp tục với đề tài liên quan đến tình hình Trung Đông sau khi một trong những thủ lãnh chính trị của Hamas vô cùng quan trọng. Một trong bốn thủ lãnh quan trọng nhất của Hamas mới vừa bị ám sát chết ở ngay tại thủ đô Tehran của Iran. Câu hỏi đặt ra là tại sao do Thái giết Ismail Netanyahu vào lúc này? Vào thời điểm mà họ nói rằng nguy cơ nếu mà giết thủ lãnh Hamas vào lúc này đó có thể họ sẽ trả đũa và giết luôn cả con tin của do thái trong đó hoa kỳ đang tìm kiếm tự do cho kể cả một số con tin của mỹ nữa Kim vậy là cũng rất là nguy hiểm nhưng mà do thái giết thì họ đã giết rồi thì bây giờ vậy. sao anh tôi thì tôi thấy một cái khác do thái họ rất là gọi là có tính toán chứ không phải không ông này là một trong bốn thủ lãnh giữa các thủ lãnh và các con tin người nào quan trọng hơn cái ông thủ lãnh là cái ông ra lệnh đánh Israel thì bây giờ đó mà đánh Israel quý vị phải nhớ thế vậy một người Israel chết đó, thì nó bằng cả trăm người cả ngàn người tại vì Israel rất là dân chúng rất ít thôi chỉ vài triệu người thôi mà một người Israel chết đó, là biết bao nhiêu so với người so với người Ả Rập ví vậy thì nó không đáng là bao nhiêu mà cái chuyện tôi đánh tôi tôi nghĩ là Israel họ làm cái này họ cũng nghĩ là họ cũng đánh đổi lớn. Cái đánh đổi vì... rất là lớn nhưng nhưng mà họ cũng nghĩ Thế là một điểm bên, nữa đó, bên Iran cái cái, không, cái vấn không đề đây đó anh à, là khó bởi mà. vì um, Ismail Na là một người họ nói là ôn hòa đúng. Và vào đó là ông giữ cái vai trò mà trong suốt thời gian qua từ tháng 10 đến giờ đó ừ. là luôn luôn đứng làm trung gian và ông kêu gọi tìm cách làm thế nào đó ngừng bắn ông chủ trương là ngừng bắn nữa nhưng như... mà nói gì thì nói dĩ do Thái đó ông Netanyahu trong cái bài diễn văn đó ở tại quốc hội đó và cái mục tiêu chính vẫn là tiêu diệt đến tên Hamas ha cuối cùng đúng, đúng cho đúng nên như vậy. thủ lãnh ôn hòa hay không ôn hòa gì hết. Không thành chúng theo do thái đã giết người do thái. thái chúng ta thì chúng tôi sẽ giết lại. Chúng tôi, sẽ chúng lại. tôi... vì vậy thì mình mới thấy là ở Trung Đông đó, rất là khó khăn. Anh anh ơi, tôi ừ. tôi đã đi làm vào đó thành nhân. Tôi biết mà họ như người ả rập đó họ rất là nóng tính. Nghĩa là thể nào họ cũng có trả đúa. Nhưng mà trả đúa cách nào đó là một. Cái thứ hai đó cái người nào đứng đằng sau tất cả người Ả Rập đó là Iran ừ. mà Iran có cung cấp vũ khí đó thì mấy người kia mới đánh được Houthi không có vũ khí sao đánh. H... Anh nói là... tới Houthi, La... Houthi hôm nay cũng tuyên bố sẽ trả thù dùng cho người Palestine trong cái vụ này. Thì, vì vậy ở trong cái nhóm đó anh biết nếu Yemen đó là ừ. trong các nước Ả Rập đó, Yemen là một trong những nước chậm tiến nhất. Chậm, ừ. chậm tiến nhất thì không có gì hết, không có gì chỉ có cái AK mà mà nhưng mà tình hình nó quá biến động cho nên chính phủ không có làm gì được với cái lực lượng phiến quân Houthi sao? Chính phủ là do uh, Saudi Arabia giúp nhưng yeah. mà vẫn chưa thành công chiếm tái chiếm lại yeah. thành phần một số phần một số địa nghĩa là của Yemen mà người Houthi thì kiểm soát. Vâng, Houthi ừ. chỉ là một cái nhóm, là yeah. là một cái bộ tộc thôi. Nhưng mà, mà Hoa thì... Kỳ không muốn can dự vào. Đúng, tại vì ở đây đó, để mình phải nhắc lại lịch ừ. sử thì, thì anh đó, trước đây trước đây là cổ thuộc anh, mà anh can thiệp mất bao nhiêu năm mà không ừ. xong, không xong. Thành ra ở đây à, anh đó... nắm ở vùng Trung Đông hay cái vùng mà Vậy... Ả Rập là không không làm gì được. Bây giờ đó à, quay sang vấn đề Iran nè vị uh, tân tổng thống ông Pashkean uh, được xem là người ôn hòa. Cái tin này cũng vui lắm để gửi đến uh, quý vị là họ thực hiện một cuộc thăm dò đó. Họ mới thấy đó là cơ quan tình báo Hoa Kỳ uh, đưa ra báo cáo nói rằng trong cuộc bầu cử này đó, một lần nữa Nga, Trung Quốc, đặc biệt là Iran đang tìm cách cây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Họ nói Nga thì muốn Ông Trump lên làm tổng thống, đúng. Bởi vì thân với Putin và nghĩ rằng ông Trump lên làm tổng thống nó sẽ kết thúc chiến tranh Ukraine. À, Nga không muốn kéo dài nhưng mà muốn kết thúc với có lợi cho Putin đúng. thì Putin muốn ông Trump lên thắng. Ngược lại thì Iran với bầu cử mới đưa người người ông hòa này, Iran lại muốn bà Harris thắng, đúng. Bởi vì Harris có thể chủ trương của đảng dân chủ tương tự như Obama sẽ mang oh, à. trở lại cái thỏa hiệp đàm phán về vấn đề hạt nhân và qua đó nới lỏng lệnh cấm vận đối với Iran. Anh thấy cái cái cái, cái, cái báo mình, cáo này như thế nào? Tôi thấy là khá trung thực. Yeah. Tại sao? Khá trung thực. Tại vì Iran đó, dân chúng là một nước đây là mình phải nói là Iran họ làm đủ thứ súng ống rồi yeah. đạn dược rồi máy bay và trước đây trước thời ông trong thời ông Sa đó Iran là một người rất là thân với Hoa Kỳ và tiến bộ nhất trong cái vùng đó là một cái loại là gọi là cường quốc vùng ừ. cái thứ hai nữa là dân chúng đó họ cũng ngán rồi bị yeah, bị mệt bị mệt bị nghĩa là cấm vận cấm vận tùng lâm hết thành yeah. ra không tiến được nếu mà bỏ cấm vận thì Iran sẽ tiến rất là nhiều yeah, tiến lắm lắm đó, đó. vâng yeah. đó là như vậy thì Tôi thấy là cái đánh giá của bên nói là Iran ủng hộ bà Kalama là đúng rồi. Tại sao? Ừ. Tại vì Iran đó muốn cho có một cái như là ký một cái hiệp ước nào để cho về vấn đề hạt nhân đó ừ. để tránh vấn đề mà bị trừng phạt. Mà tránh trừng qua đó là cái Iran cái, cái, sẽ tiến bộ. Cái, cái rất thế là nhiều. Iran cũng khó đó là bởi vì Hoa Kỳ Harris hay là Trump vẫn tiếp tục ủng hộ do thái hết lòng hết mình đúng họ biết và vì vậy. thế iran có muốn hoa kỳ trở lại thì vấn đề cũng phải tương nhượng đối với vấn đề do thái trong ừ. đó kể cả hamas và hezbollah những lực lượng mà iran hỗ trợ tôi tôi đánh giá khác anh một tí tí yeah, ở chỗ này houthi hay là hezbollah có đánh được thêm nó có quậy được đó tôi dùng cái chữ quậy đó thì phải có súng ống của iran đúng và, nhưng mà cái gì có lợi cho iran iran là bây giờ làm sao buôn bán được và làm kinh tế để phát triển thêm thì đó, mà phát triển đó. thêm thì họ vẫn tiếp tục cái kia được chứ nhưng, nhưng mà, mà họ phải tương nhượng bởi vì bên phía hoa kỳ và nếu mà muốn coi trở lại đó thì vấn đề phải giải quyết cái vấn đề chiến tranh giữa do thái và hamas này và yêu cầu iran không tiếp tục được hỗ trợ cho hamas và hezbollah nữa thì giữa cái đó nếu mà anh, anh phải là... đồng ý cái chuyện đó chứ đúng đúng, đúng. trước hết trước hết là anh phải thấy là cái ông tổng thống mới đó không phải là người iran người đó là người gốc azerbaijan ừ. anh anh thấy cái tên đó, anh, yeah. anh thấy cái tên là anh biết ngay là cái tên gốc... yeah. bà... đó là một cái thứ hai đó là họ cũng bao nhiêu năm bị cấm vận rồi cũng chán ngấy họ muốn là một cái cường quốc chứ vụ trong vùng chứ họ trong thời mình cứ và điều này bên... để cho thấy rằng ngay cả bên phía ông đại giáo chủ là nắm vấn đề bên lãnh đạo là... Iran Tôn họ cao. cũng phải tương nhượng trong cái này để cho một người ôn hòa lên theo ý nguyện của cử tri bỏ phiếu thì đúng rồi chứ đâu có siết chặt hoài được mà siết chặt đó, nếu mà có tiếng đó thì nó khác mà siết chặt lại xuống thì, xuống, thì, xuống thì thì là về kinh tế xuống thì là tự anh như... có nghĩ là Iran thực sự cũng không muốn cái vụ Hamas với do thái mà nó kéo cái... dài nữa tôi không tôi mà. không nghĩ như vậy anh không nghĩ vậy không, không nghĩ đó. như vậy Đúng tại mà. vì cái quyền lợi của Iran đó Đúng rồi. là làm sao giữ cho để họ làm kinh tế họ phát triển Đúng. chứ muốn có kinh tế có phát triển vì vậy đó khi mà anh anh Thụy thấy mà nghĩa là Wall Street họ đánh giá làm sao họ đánh giá kiểu như vậy thì cái mà ôn hòa nó vẫn nhiều hơn yeah. là cái kia đó là một vấn đề nga đó ừ. thì lẽ dĩ nhiên họ muốn ủng hộ làm sao mà, mà ông có ông lợi trump, cho họ yeah. ông trung đúng ừ. đúng như vậy trump th uh, putin thực sự cũng không muốn kéo dài cuộc chiến này phải không anh tại bây giờ bất kéo dài ra có bất lợi Mật rất nước. là yeah. bây giờ là kinh tế mà đánh ngoài yeah. đánh không được số 2 thế <laughs> giới mà đánh không được thì <laughs> <laughs> vì vậy đúng mình rồi. thấy là yeah. Nếu mà đụng chạm tới cô có, có NATO nhảy vào đó thì lại càng chết nữa. Mà họ tin tưởng nếu mà Trump lên đó thì cái vấn đề mà có thể ra cái pháp lệnh hành pháp là ngừng viện trợ cho Ukraine nếu không chịu ngồi xuống nói chuyện với Nga và nhường bốn vùng chiến thuật cho Nga phải mình. Thì và chấp cái... nhận mất Crimea luôn. Cái đó là cái ý của đó. Yeah. Được hay không là một 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 một, một ừ. cái khác. Đúng không? Được hay không là một chuyện khác. Chúng tôi tiếp tục các đề tài nóng bỏng của phần tin tức nổi bật mời quý vị cùng theo dõi và cảm ơn niên xuân quân. Vâng, hẹn lại khi tới.